Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình hồ sơ vụ án. Thưa quý vị, mong muốn đổi đời từ sự tìm kiếm trầm trong rừng của những người dân địa phương chất phát. Không ngờ đây lại là chuyến đi khiến cho họ nằm lại trong rừng xanh mãi mãi. Năm người chôn vùi dưới một nấm mồ bởi tội ác của ba tên cướp lạ mặt. Đây là vụ thảm sát dã man năm phù trầm ở Quảng Trị gây rúng động dư luận vào năm 2013. Chi tiết vụ việc xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 26 tháng 3 năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về một vụ bắt cóc táo tợn xảy ra tại khu vực biên giới giáp với nước bạn Lào. Theo thông tin trước đó, nhóm 7 người gồm các anh Đinh Xuân Thân 21 tuổi, Trần Văn Trị 34 tuổi, Nguyễn Văn Thắng 45 tuổi, Nguyễn Văn Sáu 23 tuổi và Trương Thanh Hiền 37 tuổi, Đỗ Văn Hiền 25 tuổi và Hoàng Văn Hà 37 tuổi cùng chú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vào khu vực rừng giáp danh giữa Quảng Bình và Quảng Trị để tìm trầm. Thông tin ban đầu được xác định khoảng trưa 22 tháng 3 năm 2013, nhóm tìm trầm dựng lán để nghỉ ngơi. Thời điểm ấy, anh Đỗ Văn Hiền đang nằm trên võng thì bất giác giật mình bởi sự xuất hiện của ba kẻ lạ mặt. Qua ánh mắt sợ hãi, anh Hiền phát hiện một kẻ cầm theo khẩu súng AK, kẻ kia tay mang hung khí, tên còn lại đi tay không. Chỉ trong tích tắc, nhóm người lạ mặt đã nhanh chóng dùng dây dù và dây rừng trói tay nhóm bảy phu trầm lại. Không vòng vo, nhóm lạ mặt tuyên bố đây là một vụ bắt cóc và yêu cầu mỗi người phải nộp 15 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Hà là người được nhóm bắt cóc cho về nhà để lấy tiền. Chúng ra hẹn nếu ngày 25 tháng 3 không mang tiền quay lại, tất cả sẽ bị giết. Vào thời điểm này, tất cả 7 người tìm trầm đều bị trói chặt tay và thòng dây qua cổ. Giữa rừng xanh núi thẳm, nhóm tìm trầm biết rằng lời nói của ba kẻ lạ mặt kia là sự thật. Họ đã rơi vào một tình thế ngặt nghèo chưa từng có. Sau khi khống chế nhóm phu trầm, ba kẻ lạ mặt bắt đầu dẫn họ đi xuyên rừng hướng về khu vực biên giới. Đến khoảng 3 giờ chiều, nhóm nghỉ lại nấu cơm ăn. Được một lúc thì tiếp tục đi. Cả nhóm người lầm lũi đi, vượt qua nhiều cánh rừng với đá núi lởm chởm. Đến khoảng 6 giờ tối, chúng đưa các nạn nhân đến một khu vực vắng vẻ, cách biên giới khoảng 700 mét, rồi dừng lại. Ba kẻ lạ mặt cho anh Hà ăn cơm, rồi nói về nhà lấy tiền. Trước khi đi, chúng còn tiếp tục đe dọa về hậu quả kinh hoàng nếu không đem tiền đến kịp ngày 25 tháng 3. Tối đó, cả nhóm sáu phu trầm còn lại sống trong những giây phút hãi hùng. Đến khoảng 2 giờ sáng 24 tháng 3, mọi chuyện bắt đầu. Theo anh Hiền, vào thời điểm này, anh đang bị trói và bịt mắt thì nghe thấy tiếng người trong nhóm bị dẫn đi. Chỉ trong tích tắc, phía bên ngoài vang lên những tiếng bịch bịch. Đến người thứ tư, anh Hiền nghe thấy nạn nhân kêu, chết rồi. Kèm với đó là tiếng đánh rất mạnh, rồi im bặt và tiếng cười của nhóm hung thủ. Lúc này, anh Hiền đã tự tháo được dây trói và nhanh chóng bỏ chạy trong màn đêm đen như mực anh hiền chạy một mạch không nghỉ về nhà và kể lại mọi chuyện cũng như cùng người nhà của các nạn nhân đến trình báo với cơ quan chức năng khi nhận tin báo ngay trong đêm công an tỉnh quảng trị đã cử một lực lượng lớn phối hợp với bộ đội biên phòng tiến vào hiện trường theo chỉ dẫn của hai nạn nhân đã trốn thoát là anh hà và anh hiền nhóm công tác tới được địa điểm cuối cùng những nạn nhân bị nhóm bắt cóc dẫn giải tại đây công an phát hiện một ụ đất còn rất mới khi bới lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Năm thi thể nằm chồng lên nhau, được vùi lấp sơ sài. Kết quả khám nghiệm cho thấy, các nạn nhân đều bị sát hại bằng cách đánh vào đầu, vào cổ. Hùng khí gây ra các vết thương trên là vật cứng, tày. Khi tử vong, những nạn nhân này vẫn còn bị trói bởi dây dù và dây rừng. Có lẽ trong suốt nhiều năm điều tra các vụ án mạng, chưa khi nào lực lượng điều tra của công an tỉnh Quảng Trị lại chứng kiến một hiện trường tang thương đến mức ấy. Lời khai của hai người sống sót cho thấy nhóm ba hung thủ là kẻ lạ mặt, chưa từng gặp bao giờ. Tại hiện trường, công an thu giữ được một số dấu vết, tuy vậy tất cả dường như vẫn còn rất mờ nhạt, chưa thể vẽ ra chân dung của nhóm tội phạm máu lạnh này. Duy chỉ có một điều mà các điều tra viên chắc chắn, đó là nhóm hung thủ phải rất thông thuộc địa bàn, có thể chúng là người địa phương ở Quảng Trị, Quảng Bình. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối tượng gây án vô cùng tàn bạo, phải nhanh chóng điều tra bắt giữ. Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập ban chuyên án, huy động lượng lớn quân số tham gia, phối hợp với bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng nước bạn Lào để truy lùng những tên giết người. Theo thông tin, sau khi gây án, những kẻ thủ ác đã lẩn trốn mất dạng và hầu như không để lại manh mối nào. Việc báo chí tiếp cận thông tin để đưa đến dư luận khó khăn vì ngày qua ngày, những người phát ngôn có trách nhiệm chỉ lắc đầu. Tưởng như tiến trình điều tra đang bế tắc, mãi đến cuối giờ chiều mùng 2 tháng 4 năm 2013, người viết được một nguồn tin riêng nhắn một tin ngắn gọn. Đã bắt được một nghi phạm tên Hồ Văn Công. Thông tin chính thức sau đó được Thượng tá Nguyễn Quang Công, quyền trưởng PC45, Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay Hồ Văn Công, 38 tuổi, chú xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, bị bắt khi đang lẩn trốn ở vách đá trong rừng ma của bản Tà Rùng, xã Hướng Việt, trưa mùng 2 tháng 4 năm 2013. Chiều cùng ngày, Hồ Văn Thành, 40 tuổi, chú xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, bị bắt cách đó không xa. Còn theo cáo trạng chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị mà thanh niên tiếp cận, sau khi gây án do sợ bị lộ, nên công, thành và kẻ thù ác còn lại là Hồ Văn Nguyên, quốc tịch Lào, chú bản Tà Pong, huyện Sê -pôn, Lào, kẻ có khẩu súng AK, đã tìm nhiều cách ẩn mình. Đầu tiên, chúng về bản Tà Pong ăn nhậu. Đến chiều 24 tháng 3 năm 2013 thì quay lại vị trí chôn năm phu trầm nhằm xem anh Đỗ Văn Hiền, phu trầm may mắn trốn thoát, có quay lại không để xử luôn nhưng không gặp. Từ ngày 25 tháng 3 năm 2013, Nguyên cùng người quen cầm AK đi săn như không có chuyện gì xảy ra, còn Công và Thành lại về nhà Công ở. Đến trưa 29 tháng 3 năm 2013, trước sự vây ráp của cơ quan chức năng, lo sợ bị bắt nên cả hai trốn vào rừng ma bản tà rùng. Hằng ngày, Hồ Thị Na và Hồ Văn Trí là vợ và con của Công đưa thức ăn nước uống vào tiếp tế các nghi phạm đều là người thiểu số ở vùng biên giới, dù ít học nhưng lại rất sành địa bàn núi rừng hiểm trở. Chưa hết, chúng cũng rất tinh danh, đặc biệt là tên công, vốn có quá khứ bất hảo, có hai tiền án về cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Có kinh nghiệm qua mặt cơ quan chức năng nên chúng đã tìm nhiều cách lẩn trốn. Có những lúc tưởng như chúng đã nằm gọn trong mẻ lưới của chúng tôi răng sẵn, nhưng nhờ sự xảo quyệt ấy, chúng lại thoát được. Thượng tá Trần Văn Đông, phó PC45, Công an tỉnh Quảng Trị khi ấy phân tích. Tuy vậy, trước sự vây ráp chặt chẽ, kiên quyết của cơ quan chức năng, những kẻ thủ ác cuối cùng đã xa lưới. Nghi phạm thứ ba bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 4 năm 2013. Đại tá Nguyễn Đình Hà, chỉ huy phó bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết hành trình vây bắt nghi phạm Nguyên cũng cực kỳ gian nan. Theo đại tá thì ngay từ ngày 29 tháng 3 năm 2013, ban chuyên án đã xác định Nguyên là nghi phạm nhưng không tìm thấy tăm dạng của tên này ở đâu. Về sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin báo của trinh sát ngoại biên, phát hiện Nguyên có một người anh trai sống tại bản Huê Ca thuộc cụm bản 6, huyện Villa Boli, tỉnh Savannah Khẹt, cách đường biên 130 km và nghi vấn Nguyên có thể ẩn náu tại đây. Muốn vào bản Hôi Ca Lai, anh em phải đi bộ gần chục km trên tuyến đường bùn đất, cũng không có sóng gì động. Sau hai lần không thu được kết quả, đến 13 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2013, các trinh sát của ta cùng với lực lượng chức năng của Lào đã ập vào nhà anh trai Nguyên bắt gọn được nghi phạm này. Bước đầu, lời khai của Nguyên gần như trùng khớp với Công và Thành. Đại tá Hà thuật lại. Lời khai của Nguyên đã làm rõ thêm khá nhiều tình tiết. Tổng hợp với lời khai của Công và Thành, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị, tóm gọn rằng Do Thành thua bạc, cầm cố xe máy của bố vợ nên bàn với Công lên rừng đi cướp. Ngày 13 tháng 3, Công Thành qua bản Ta Pong gặp Nguyên là người Vân Kiều có gốc Việt họ hàng với Công để rủ thêm vì Nguyên có một khẩu súng AK cả ba bàn bạc lên kế hoạch kỹ càng rằng sẽ bắt cóc tống tiền rồi giết hết, không chừa một ai. Nhưng đến gần 10 ngày sau mới thực hiện vì Nguyên bận dự một đám cưới ở bản. Ngày 22 tháng 3 năm 2013, nhóm này đã bắt được ba phu trầm tên Trần Minh Tuấn, 24 tuổi, Hoàng Lê Dũng, 29 tuổi và Nguyễn Thanh Liêm, 46 tuổi, cùng chú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, cướp được một chiếc điện thoại di động. Nhưng ba phu trầm này may mắn thoát được do dây chói là phanh xe đạp tuột ra. Đến sáng 23 tháng 3 năm 2013, Công Thành Nguyên mới gặp được nhóm 7 phu trầm xấu số tại một vị trí thuộc bản Cập, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Với súng đạn trong tay, nhóm cướp nhanh chóng khống chế 7 phu trầm tay không tất sắt. Sau khi chói tay 7 người ra sau lưng và chói thắt thòng lọng từ cổ người này sang cổ người khác, nhóm cướp dẫn 7 phu trầm sang đất Lào thuộc bản Ta Pong, huyện Sepol. Lúc này như kế hoạch, nhóm cướp thả một trong bảy phu trầm là anh Hoàng Văn Hà, đưa cho anh Hà một đèn pin để về quê báo cho thân nhân và yêu cầu trong 3 ngày anh này phải quay lại cùng 120 triệu đồng tiền chuộc. Phân tích về kịch bản của nhóm Công Thành Nguyên, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó PC45, Công an tỉnh Quảng Trị, cho rằng việc chúng cho anh Hà về nhà lấy tiền chuộc chỉ là đòn tung hỏa mù bởi ngay từ đầu khi bàn bạc ở nhà hay suốt trên đường đi, nhóm cướp này đã quyết bắt người đi tìm trầm, đòi tiền chuộc, sau đó giết chết những người bị bắt để tránh bị phát hiện. Hay nói một cách khác trong dự định, chúng không hề cho một phu trầm nào sống sót, kể cả khi anh Hà quay lại, chúng cũng sẽ đập chết luôn. Rủi cho bọn chúng là ngoài anh Hà được tha về thì anh Đỗ Văn Hiền, 26 tuổi, một trong 6 phu trầm còn lại, cũng thoát được giữa cuộc hành quyết nên sự việc chúng giết hết các phu trầm mới bại lộ. Bằng không, nếu cả 7 phu trầm đều chết, ít nhất phải vài tháng sau, cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra vụ việc khi người nhà nạn nhân báo thân nhân mất tích. Thượng tá Mạnh nói, khi chưa bắt được những kẻ thủ ác, chiều 30 tháng 3, 2013, tại đồn biên phòng Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, phóng viên thanh niên đã được tiếp cận với những bức ảnh khiếp đảm ghi lại hiện trường lúc vừa đào thi thể các phu trầm lên đến người lính biên phòng lão luyện như Thượng tá Nguyễn Viết Tân, đồn trưởng đồn biên phòng này, cũng nói. Nhìn xác 5 người chôn chung một hố, bị đánh bầm dập, mấy đêm liền sau đó tôi vẫn thấy sởn giận Còn theo cáo trạng, đêm 23 tháng 3 năm 2013, chỉ chờ anh Hà đi khuất, Công và Nguyên thay nhau canh giữ nhóm phu trầm, còn Thành cầm dao đi ra gần suối, đào sẵn một cái hố rồi chặt một cái đùi to làm hung khí sau đó công và thành lần lượt gọi từng phu trầm đến sát miệng hố bắt quỳ thấp cúi đầu xuống rồi dùng đùi đập vào đầu họ cứ như vậy công đập còn thành xô xác xuống hố những ai còn thoi thóp thì thành nhảy xuống hố cầm đá bổ tiếp vào đầu họ may mắn cho phu trầm đỗ văn hiền cũng là người cuối cùng đã kịp tự tháo dây chói bỏ chạy thục mạng và thoát được đòn độc của những con quỷ khát máu Ngày 26 tháng 3 năm 2013, thân nhân và lực lượng chức năng mới tìm được vị trí chôn các phu trầm. Điều đáng nói, không biết có phải do dân trí thấp hay vì thú tính đã thuộc về bản chất mà những lời khai của Công và Thành tại cơ quan điều tra về hành vi của mình rất sành mạch, chi tiết. Thừa nhận đã giết người mà cả hai nói như thể mới chọc tiếp một con gà. Chúng khai tỉnh bơ, bắt như thế nào, đánh như thế nào, lấp hố như thế nào. Chúng bảo mấy vụ trước tha cho người về thì bị lộ nên vụ này phải giết hết, không chưa. Một điều tra viên sau khi lấy lời khai của công kể. Đến vị cảnh sát hình sự lão luyện từng đối diện với đủ loại tội phạm như Thượng tá Lê Quang Công, quyền trưởng PC45, công an tỉnh Quảng Trị cũng phải thốt lên rằng cứ như thời Trung Cổ, dù đã xem xét ở nhiều khía cạnh nhưng tôi không lý giải được diễn biến tâm lý của nhóm này kịch bản của chúng rất đơn giản nhưng diễn biến thực tế rất kinh dị. Nhưng có một điều tưởng chừng như ít người nhận ra, rằng kể cả khi những gã đao phủ vùng cao ấy đã xa lưới, thì nỗi ám ảnh về chúng và tội ác của chúng vẫn còn. Đặc biệt, đối với những người ngậm ngãi tìm trầm ở đâu đó trong rừng sâu. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình hai bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành, hùng thủ sát hại dã man năm phu trầm tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. mức án tử hình với hai bị cáo là tổng hợp hình phạt chung với các tội danh giết người, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là rất tàn ác, mất hết tính người, cần phải áp dụng hình phạt cao nhất để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Riêng bị cáo Hồ Văn Nguyên, cư trú tại Savanakhet, Lào, được giam giữ tại Lào và xét xử độc lập tại nước sở tại. Thưa quý vị và các bạn, vụ án đã xảy ra hơn một thập kỷ, thế nhưng khi nhắc lại không thể khiến cho người ta bớt đau lòng và thương xót cho những người đi làm mưu sinh vì cuộc sống lại ra đi mãi mãi bởi tội ác tàn độc của những kẻ thù ác, thật man dợ và không có nhân tính một vụ án không có nhiều manh mối, mờ mịt về hung thủ, tưởng chừng như sẽ bế tắc, thì các chiến sĩ công an lại khiến cho quần chúng nhân dân đặt niềm tin và khâm phục về sự thông minh, tài phá án khi nhanh chóng tìm ra hung thủ, kết thúc nhanh vụ án gây chấn động dư luận, làm nức lòng nhân dân, hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.